giả thân thương của Jonathan.info, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị một cái chủ đề tiếp theo nằm trong cái khóa học mà 10 tuyệt chiêu bán hàng trên Facebook của tôi. Và đầu tiên thì ngày hôm nay để mà sử dụng cái module này, tức là tôi sẽ hướng dẫn các anh chị một cái công cụ để chúng ta có thể giảm thiểu cái việc mà chúng ta phải PR, post bài đi rất nhiều nơi. Tôi chỉ cần một cái công cụ hỗ trợ thôi, thì lập tức nó sẽ, sau khi các anh chị đưa từ cái blog hoặc website các anh chị lên trên Facebook, thì từ Facebook nó sẽ share ra tự lên tất cả những cái mạng xã hội khác, ví dụ như Google cộng Twitter, hay là LinkedIn, hay là Tumblr, hay bất kỳ cái mạng xã hội nào mà các anh chị có tham gia. Các anh chị có thấy đúng không ạ? Ngày hôm nay các anh chị thấy là ở trên cái mạng, trên chỗ này thì nó hiện ra là sau khi mà các anh chị chia sẻ thì các anh chị muốn thông tin này được xuất hiện ở đâu, ví dụ Google Plus, Twitter, LinkedIn. Rồi các anh chị có thể đặt giờ cho chia sẻ từng cái mạng xã hội này rất là nhiều. Thế thì để có cái này thì các anh chị cần cái điều gì? Thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị, đây là cái trình duyệt Chrome này thì do Cốc Cốc người ta sáng tạo ra các anh chị nhé, người ta viết ra. Cốc Cốc là cái mạng tìm kiếm nội bộ Việt Nam đấy. Tôi cũng đánh giá cao cái Cốc Cốc này. Thì tôi xin nói với các anh chị là Chrome là một phiên bản của Cốc Cốc. Tại sao tôi lại dùng Chrome? Bởi vì các anh chị sẽ không bị chặn Facebook tại Việt Nam với cái trình duyệt Chrome này. Thứ hai là cái Chrome này tích hợp cái hệ thống tải download xuống và rất là nhanh. Đây các anh chị thấy không ạ? Và nó tốc độ tải của nó rất là nhanh so với tất cả trình duyệt hiện tại, và điều kiện từ một số cái tính năng khác mà tôi quyết định chọn Chrome để ngày hôm nay tôi giới thiệu với các anh chị. Thì đầu tiên mà để chúng ta có một cái hệ thống social này để chúng ta chia sẻ thì các anh chị vào đây, các anh chị vào trong công cụ, sau đó các anh chị vào tiện ích mở rộng, được không ạ? Sau đó thì các anh chị bắt đầu tải tiện ích mở rộng khác. Thì cái Chrome này, bên cái vỏ bên ngoài đó là Chrome, nhưng bên trong nó hệ thống cửa hàng là tích hợp với Google Chrome các anh chị, được không ạ? Thì các anh chị search vào cái phần mềm mà tôi hướng dẫn các anh chị, đó là Social Bar. Được không ạ? Social Bar. Thì sau khi các anh chị search ra social bar thì các anh chị bấm vào đây, thêm vào Chrome, và các anh chị bấm vào thêm vào Chrome này, được không ạ? Sau khi thêm vào và cài đặt xong thì cái hình cái con bướm nó hiện lên ở đây, được không ạ? Thế thì nó hiện ra như thế này là các anh chị đã thành công rồi đấy. Nhiệm vụ tiếp theo của các anh chị là làm gì ạ? Tôi sẽ hướng dẫn các anh chị làm tiếp theo. Sau khi cài đặt thành công thì ở trên cái tài khoản Facebook của các anh chị ạ, nó sẽ hiện ra như thế này, được không ạ? Và nhiệm vụ các anh chị bây giờ là tích hợp, dính chuột vào đây, và chúng ta bắt đầu là tích hợp từng cái một. Tôi đã tích hợp Facebook, Google Plus rồi. Các anh chị có Twitter hoặc LinkedIn, các anh chị bấm vào đây và tích hợp vào, được không ạ? Chúng ta có thể tích hợp rất nhiều cái, ví dụ như là Dick, Tumblr, Weibo, rồi MySpace hoặc Blog đều được, được không ạ? Và sau khi ví dụ một cái thông tin nào đó, được các anh chị đưa lên Facebook, sau đó các anh chị click chuột vào đây, tức là chúng ta đồng thời share từ Facebook lên Google Plus hoặc Twitter hoặc LinkedIn thì lập tức nó sẽ share. Tuy nhiên chúng ta sẽ đặt thời gian cho nó, ví dụ share vào Facebook vào thời gian nào, được không ạ? Share Twitter vào thời gian nào, share LinkedIn vào thời gian nào. Sau đó khi các anh chị đặt thời gian biểu cho từng cái mạng xã hội này share xong, chúng ta bấm vào đặt xong nữa các anh chị, được không ạ? Thì bất kỳ từ nay trở đi thì các anh chị sẽ thấy là sau khi mà các anh chị đưa thông tin lên trên blog, và cái blog nó sẽ đưa lên trên Facebook,
và từ Facebook nó share ra bất kỳ các mạng xã hội nào khác mà các anh chị có chia sẻ. Điều đó có nghĩa là gì? Các anh chị sẽ giảm thiểu được thời gian của các anh chị chia sẻ. Nếu thay vì các anh chị phải lên từng mạng xã hội Facebook, Google Plus, Twitter, LinkedIn để các anh chị chia sẻ và đưa thông tin, thì với những công cụ xã hội này, thì hoàn toàn là các anh chị có thể là sao ạ? Tận dụng được cái việc chúng ta chỉ làm một nơi thôi. Sau đó thì chúng ta bắt đầu là share lên các mạng xã hội khác. Và tôi giới thiệu các anh chị điều này để chi ạ? Chúng ta tận dụng được cái vấn đề không gian và thời gian của cái việc này để chúng ta chia sẻ cho những cái người bạn của mình trên mạng xã hội, và đồng nghĩa chúng ta có một cái thông tin nào mới đưa ra, chúng ta muốn giảm thiểu cái thời gian chúng ta chia sẻ, thì với công cụ mạng xã hội này hoàn toàn chúng ta làm được việc này. Đấy là cái điều mà trong cái khuôn khổ chia sẻ nội dung ngày hôm nay tôi hướng dẫn với các anh chị. Nhớ các anh chị nha, sau khi chúng ta cài đặt xong thì các anh chị phải tích hợp nó vào, chúng ta phải tích hợp nó được không ạ? Và điều quan trọng là chúng ta có thể đặt thời gian biểu cho nó. Tôi đánh giá rất cao cái việc này, bởi vì nếu một cái nội dung mà các anh chị đặt đưa thông tin lên độ phủ lên các mạng xã hội khác thì có điều gì xảy ra? Chúng ta không có điểm nhấn. Chúng ta đều biết rằng cái thời gian mà Facebook online nhiều nhất là bắt đầu từ bao nhiêu ạ? Từ 9 giờ sáng cho đến khoảng 11 giờ. Chiều bắt đầu từ 1 giờ cho đến khoảng 4 giờ chiều là rất là đông. Tối thì sau 8 giờ. Đấy, các anh chị sẽ đặt cái thời gian biểu của mình lên đúng Google Plus, thì đa số Google Plus là dân công nghệ xài nhiều, thì các anh chị đặt cho nó thời gian chia sẻ là vào 8 giờ đêm đổ đi. Twitter, LinkedIn cũng như vậy, các anh chị phải hiểu được cái từng mạng xã hội một thì chúng ta mới có thể đạt được hiệu quả cao về mặt truyền thông các anh chị nhé. Đấy là điều mà tôi chia sẻ các anh chị trong khuôn khổ cái clip ngày hôm nay. Đấy. Vâng, và xin gặp lại những khán giả thân thương của Số Liên Thông vào những clip tiếp theo. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị rất là nhiều.